Chỗ sau các ông các bà, sau các cô các bác. Hôm nay là anh em thợ là xuống bao nhiêu người anh? 5 người. Cái ngôi nhà thì bây giờ hiện tại làm được cái bếp này thì nhìn rất là rộng các bác ạ, nhìn rất là dài. Một cái ngôi nhà là khoảng là 10 mấy mét đấy các bác. Nên là trong Cương là thiết kế rất là rộng. Đây là để thoải mái luôn các bác ạ. Đấy. Để cái giường xong là vẫn còn rộng thanh thang luôn các bác. Hôm nay xuống thì không đợi anh, một mình anh xuống lạnh gần chết, qua đèo ấy. Trời thì nắng nhưng mà vẫn qua cái đèo vẫn lạnh. Mùa này nó thế. Đây, ông dì đang đi chở gạch về rồi. Hôm nay lên thì có một món quà, nhưng mà cháu Cương lại sáng nay là đi không từ chỗ trọ ra, đây là cháu Cương không mang theo được. Có những cái găng tay các bác gửi lên để cho anh em thợ là dùng để lao động, nên là đỡ hỏng cái tay ấy. Cháu Cương cũng không mang ra được. Mai nè cháu Cương ra, cháu Cương sẽ mang những cái bao tay về cho anh em thợ để làm. Cháu Cương xin mến chào tất cả quý cô bác, quý anh chị và tất cả mọi người lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, ngày hôm nay thì là một ngày trời nắng rất là đẹp. Thì cháu lại có mặt tại nhà hai ông cháu rồi các bác. Hiện tại thì anh em thợ cũng vào làm rồi. Ngày hôm nay thì cũng khá là lâu rồi cháu Cương cũng do là thời tiết là không ủng hộ, rất là mưa to, mưa rất là nhiều, nên là cháu Cương cũng không xuống đây để ghi hình cho các bác cùng xem được. Thứ hai là anh em thợ là cũng chưa tiến hành được, nên là cháu Cương không xuống ghi hình được. Thì ngày hôm nay cháu Cương lại tiếp tục ra đây là ghi hình cho các bác cùng biết về cái tiến độ công trình làm nhà cho hai ông cháu đến đâu rồi các bác. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên là anh em thợ là cũng vào làm rồi các bác. Khi mà ăn Tết xong là anh em cũng chưa khai xuân. Ngày hôm nay thì sáng nay là anh em thợ đã làm một buổi rồi, thì cháu Cương đến sau. Bây giờ thì cháu Cương xin mời tất cả quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người đi đồng hành cùng cháu Cương để đi thăm cái ngôi nhà của hai ông cháu các bác nhé. Đây, anh em thợ thì cũng đang làm đây rồi các bác ạ. Hiện tại đang 12 giờ trưa mà anh em thợ vẫn làm rất là nhiệt tình các bác. Cũng chưa nghỉ ngơi gì cả. Hay là ăn cơm bây giờ. Đây, những cái đợt vừa rồi thì trời nắng lên đấy thì cháu Cương có chở được 2-3 chuyến cát xuống đây, nhưng mà về sau thì cháu Cương bảo là chở nốt nhưng mà lại trời mưa thì là cũng không thể nào mà chở được, và có để vật liệu ở trên kia và thuê người dân chở từ trên kia xuống đây rồi các bác. Để mà đợi trời nắng để mà vật liệu xuống đây thì rất là khó, nên là cũng rất là sốt ruột, nên là cháu Cương sẽ chọn phương án là đổ vật liệu trên kia và vận chuyển xuống đây thôi các bác. Anh đơn là cũng gắn bó với anh em thợ cũng khá lâu rồi. Công trình nào cũng có mặt anh A Đơn. Hôm qua anh xuống hay sáng nay mới xuống anh? Sáng nay mới xuống à? Anh A Phúc đâu rồi? Ui. Giang có đây à? Chỗ thì sáng rồi. Đây xuống sớm hơn à? Đang làm gì đấy? Em đang làm gì đấy? Sửa cái xe cho ông để lên kia chờ ấy từ từ. Bỏ cái này. Cái này có mấy hàn đấy nhỉ? Có mấy hàn nhưng mà. Ấy là mang đi xuống dưới kia hàn nhiều một tí. Buộc này có chắc không? Còn lúc ông chở ấy, ông phải nhấc hẳn cả cái tay kia lên, ông đừng có lấy cái này chống nhiều quá nó chả hỏng à. Nhấc hẳn cao lên. Nó khẩu vậy à? Mắc ở đây cả. Khí phải rồi. Thì kém quá. Này cháu xuống cái kia không cần đến cái chân trống này đâu mà. Buồng này không ăn thua đâu. Chỉ có hàn thôi. Này tháo bánh ra xong rồi mang cái khung đi xuống cái kia hàn. Không, nhưng mà đã từng trước anh bây giờ gạch của mấy anh em đang hết rồi. Giờ đi chuyển gạch từ tí trên đường đi xuống. Đấy, gạch thì đổ tít trên đường ô tô bên kia các bác. Cái cát thì vào xuống đây rồi, xi cũng vào xuống đây rồi. Mới dốc là gì? Mà bữa này chầm lông có đi đi. Xanh dính cả. Sau khoảng một thời gian này khá lâu lại công trình lại tiếp tục là tiến hành rồi các bác. Đây để như này là tí không ấy được đâu, phải chống vào đây này. Tí con này phải đứng lên để cho gạch vào mà, thì nó lại sụt xuống à. Cái ba lô của anh ở kia có kìm mà, có kìm đỏ ấy, ở trong ba lô ấy. Lấy cái ba lô, lấy cái kìm ra. Bên trong đây thì các anh em thợ cũng đang làm. Em chào anh em Phúc nhé. Đang sáng nay xuống hả anh? Hôm qua xuống à? Anh gửi lời chào đến các bác đi. Cháu chào các ông các bà, chào các cô các bác. Hôm nay là anh em thợ là xuống bao nhiêu người anh? 5 người. Là ít hơn mọi khi đúng không? Sáng là xây được chỗ bếp này đúng không? Đấy, bếp thì rất là rộng các bác. Đấy, bây giờ buổi sáng là anh em thợ là cũng chắc khá là muộn nên là cũng xây được một ít ở đây rồi. Đấy, bên này là cái lò đun bếp lửa. Đây này lò khói các bác. Sau này là sẽ đun ở đây là làm cái ống thoát khói lên trên kia là không bị ảnh hưởng đến cái ngôi nhà. Nếu như mà không làm cái thoát khói này thì là sợ là sau này khói vào trong nhà thì sơn xong là cái ngôi nhà sẽ bị ảnh hưởng đến cái khói, nên là chọn ở đây các bác. Đây. Cái nắp bể phốt này là cũng đổ rồi. Nắp bể phốt này là hôm qua là anh Phúc là đến trước là anh có đổ cái nắp bể phốt đây rồi. Bây giờ là chờ khi nào mà nó cứng sẽ hạ xuống và bắt đầu là lấp cái đất vào trong cái nhà bếp cho bằng cái sàn dầm này các bác. Cái ngôi nhà thì bây giờ hiện tại làm được cái nhà bếp này thì nhìn rất là rộng các bác ạ, nhìn rất là dài. Một cái ngôi nhà là khoảng là 10 mấy mét đấy các bác. Cái ngôi nhà chính là 7-8 mét rồi. Còn là thò ra đây 4 mét nữa là 12 mét rồi các bác. Bây giờ là xây bếp hay là xây cái nhà chính là anh? Xây bếp à? Đang tính là xây thu hồi hết cái nhà chính đi, xong mà em đo tôn để lập trước ấy. Thế cũng được. Đây thì nếu mà xây cái ngôi nhà thì chắc là tầm độ 1 ngày 2 ngày là cũng thu hồi hết rồi nhỉ, cũng nhanh thôi. Tại vì là bây giờ chưa có cái sắt 10 kia thì rằng sắt 10 rằng á. Rằng mái à? Rằng cái khẩu trên kia đúng không? Sắt lấy sắt 6 kia cũng được mà. Thôi bây giờ thì bây giờ sắt 6 kia còn dư ra thì cố gắng giúp em để lấy cái sắt 6 kia cũng được. Tại vì bây giờ đi trên kia mà chở một ít xuống thì hơi khó. Để sắt 6 rằng cho hết cái sắt 6 kia đi. Hoặc là cái thanh này cái thanh này rằng cửa chính nữa thì có. Cửa chính. Và còn mấy cái cửa nữa nhỉ? Cái thanh này chắc là cũng đủ đấy đúng không? Lấy giải quyết cái sắt 6 kia đi anh ạ. Giờ mua xong là tới nữa cái sắt 6 kia này dư ra thì cũng khó. Để mang đi cái làm chỗ khác thì nó lại không tiện lắm. Cái không gian nhà thì bây giờ đang vướng một chút vật liệu ở trong này, nếu mà làm xong chắt xong là rất là rộng của bác. Để cái phòng ngủ của hai ông cháu là mỗi người một phòng. Đấy, khi mà làm xong là cũng rất là rộng luôn các bác ạ. Tại vì là cô ở bên nước ngoài thì cũng có dặn với cháu Cương là làm cái không gian là phòng ngủ cho rộng hơn, sau này làm xong là còn kê cái giường, bàn học như là cái tủ quần áo, nên là trong Khương là thiết kế rất là rộng. Đây là để thoải mái luôn cô bác ạ. Để cái giường xong là vẫn còn rộng thanh thang luôn cô bác. Hai ông cháu mỗi người một phòng, Quyết một phòng và ông dì một phòng quá. Quyết là thấy là ưng cái phòng này rồi. Cái phòng này là view rất là đẹp luôn các bác ạ. Làm cái cửa sổ bên này nữa, khi mà trời nắng lên mà từ cửa này nhìn sang bên kia rất là đẹp các bác. Hôm nay là lên là cũng chưa hẳn là nhìn vẫn còn hơi sương mù một chút các bác, nhìn không được đẹp lắm. Thế nhưng mà thoáng nhìn sang bên kia những cái quả đồi tít ngoài kia nhìn rất là đẹp các bác. Hôm nay lên là từ lúc mà cháu Khương mà đi xuống nhà hai ông cháu chia sẻ thì là được ngày hôm nay là ngày đẹp trời nhất đấy, chưa có ngày nào mà nắng đẹp như ngày hôm nay quá. Buồn, quả này có uy tín đâu đấy Giang? Uy tín luôn. Anh thấy không an toàn lắm. Cố lên. Chết. Cái này là cái búa ấy. Cái búa đâu nhỉ? Cái búa bị buộc thì nó mới chắc. Đây, riêng buộc dây thép phải bảo anh. Cắt một tí nữa cho anh buộc cho chắc. Cắt cái kia, dây thép ấy. Để anh buộc cho xem để lần sau còn biết buộc nó chắc. Cắt cho anh một đoạn dài dài đi. Hả? Cứ bỏ nó xuống nào, có cân gì đâu. Ông cũng lắm sẹo phết đấy. Từ ông này cái đấy đừng mua, ông kéo thế này không được đâu. Sao đây? Buộc cái này là thế là sáng mấy giờ em xuống đây? Em lúc em xuống đến đây là có 8 giờ hơn nó xuống rồi à? Hôm nay xuống thì không đợi anh, một mình anh xuống lạnh gần chết, qua đèo ấy. Trời thì nắng nhưng mà vẫn qua cái đèo vẫn lạnh. Mùa này nó thế. Cái buộc nó phải như thế này nó chắc. Chứ là đi sang Trung Quốc là buộc cái này là buộc cốt pha ấy. Thì cái này rất là nhiều. Búa tí nó thủng cái kia ấy. Cái kia không có chỗ trống. Ôi, nó kéo hết sang bên này rồi, tí nó có đứng được không? Ok. Bây giờ chỉ cần lấy giữ như thế này thôi mà. Thế, hôm nay rất là vui quá ạ. Xuống trời nắng cái là anh em thợ là vào tiến hành luôn rồi. Nếu như mà trước Tết mà thời tiết ủng hộ như thế này thì xong trước Tết rồi là hai ông cháu là có cái ngôi nhà để đón Tết rồi. Đấy cũng thật sự rất là buồn cô bác. Không thời tiết không ủng hộ nên là cái tiến độ công trình hơi chậm một chút cô bác. Cũng là ngôi nhà đầu tiên ở trên kênh của cháu Khương mà thời tiết không được ủng hộ lắm. Đấy, khi mà chia sẻ lên thì được các bác yêu mến đến hai ông cháu là có được cái ngôi nhà thì bây giờ là phải được gần 2 năm đấy nhỉ. Năm ngoái. bây giờ là cái ngôi nhà 2 năm đấy, phải ngôi nhà thế kỷ rồi các bác. Vì trước Tết mình chưa làm xong, bây giờ sang năm mới là 2 năm đấy. Đấy và hai ông cháu phải đón Tết ở cái lán nhỏ nhỏ cái kia các bác. Bây giờ anh em thợ vào là cũng sinh hoạt và nghỉ tại cái ngôi lán dưới kia, bây giờ là bị cái tảng đá che đi một nửa rồi, nhìn như là một cái ổ thì đấy, thực quá ạ. Trước đây là khi mà lần đầu tiên cháu ra đây ấy, thì là cái ngôi nhà sàn của ông dì là ở chỗ cái, rồi bây giờ là đổ vật liệu này quá. Đấy, bây giờ để chuyển cái ngôi nhà sang đây để làm cho cái nền nhà là cao hẳn lên để cho thoáng quá ạ. Đấy, bên kia có thể là sau này làm cái chuồng trâu, chuồng dê, chuồng bò gì đấy thì cũng được quá. Không gian của nhà hai ông cháu thì xung quanh nhà thì rất là rộng. Đất nhà nước thì bây giờ ở những cái khu này thì nếu như mà nhà nước chưa sử dụng đến thì ông dì cũng có thể là tận dụng được để trồng trọt các cây hoa màu là cũng được quá. Ôi đây ạ. Ôi đâu rồi ông ơi. Được chưa? Dựng lên thử xem nào. Như vậy. Ổn không? Mình thử xem là tí nó sụt xuống đấy. Ừ. Cái này thì là nếu mà chở thì cũng đừng ném nặng quá, đập mấy cái này vứa này cho ra đi cho nhẹ xe. Đấy, bây giờ dính rất là nhiều này. Đấy, chắc hôm qua sáng nay anh em thợ là quên vệ sinh rồi. Không biết là đợt này ông dì có lấy được thuốc không? Để anh để cái thuốc xanh xanh kia, thuốc xương khớp vừa rồi các bác làm nhiều quá. Ở nhà hai ông cháu là hầu như là bây giờ là khu quanh quanh đây là hết rồi. Hết rồi không? Còn đi xa lấy. Ừ. Anh thấy em còn chưa chào các bác đâu. Em gửi lời chào đến các bà đi. Mãi làm quá quên mất. Cháu Giang xin chào toàn thể quý cô bác anh chị ở trên kênh của anh Khương, các bác anh chị nhé. Ngày hôm nay thì cháu Giang cũng xuống trước anh Khương rồi. Từ hôm nay anh Khương đi vào nhà của Hướng Thuận thì sáng nay đi thì anh em cũng không có rủ nhau. Nhưng mà sáng nay thì đi sớm hơn anh Khương một chút. Thôi anh đừng nói chuyện với cho bác đi theo. Em làm đi nhá. Đấy cho ông gì đó. Ông không biết rồi. Ông ơi. Đâu ấy? Hôm nay ra thì em Quyết là không ở nhà rồi các bác. Những ngày đầu tuần thì không gặp em Quyết được. Để mà được gặp em Quyết thì phải thứ 6 thứ 7 là em Quyết được nghỉ học, là ở nhà thì may ra còn gặp quá. Như ngày ban ngày thì là như ngày thường như thế này thì là em Quyết đã đi học, tối thì khả năng là mới về, ông mới đón đâu gì các bác. Đấy, chắc là bây giờ trời nắng lên thì xe 1-2 hôm nữa cháu sẽ trao cái con xe cho hai ông cháu để ông dì là đón đưa đón Quyết hàng ngày các bác. Bây giờ là đợt vừa rồi thì cháu Cương cũng định trao rồi, tại vì là các bác cũng bảo là để 1-2 hôm nữa qua Tết để cho hai ông cháu đi thạo cái con xe cũ mà hiện tại cháu Cương để cho hai ông cháu tập đi ấy. Thì sẽ khi nào mà ông đi thạo rồi thì cháu sẽ giao cái con xe kia để hai ông cháu đi lại sẽ tiện hơn, và thứ nhất là quen xe rồi là không bị ngã thì là xe sẽ đỡ bị hỏng các bác. Bây giờ lấy xe mới cho ông tập thì ông ngã lên ngã xuống thì đến mà lúc mà biết đi rồi thì là xe sẽ bị hỏng hết. Đấy. Xong lại phải mất tiền đi sửa cũng rất là tốn kém. Cái số tiền mà các bác ủng hộ thì là dùng để làm nhà. Mong sao thì cái ngôi nhà sẽ được các bác ủng hộ thêm để hoàn thiện nốt cái ngôi nhà cho hai ông cháu, để cho cái ngôi nhà được đẹp đấy các bác. Thế bây giờ thì cái thứ nhất đang lo lắng nhất là khi mà làm xong là cháu Cương cũng không biết là lấy kinh phí đâu ra để mà kéo điện cho ông nữa các bác ạ. Đấy, đường dây điện hiện tại mà kéo về cho anh em thợ dùng là cũng kéo nhờ hàng xóm thôi. Nên là khi mà làm xong là người ta cũng không cho kéo nữa các bác. Vì đường dây điện kéo rất là xa và nhiều nhà chung thì rất là yếu. Nên là bác hàng xóm là cũng không cho dùng mãi được các bác ạ. Đấy. Nhưng mà có thêm kinh phí thì cháu Khương sẽ kéo một đường riêng cho hai ông cháu để hai ông cháu sẽ có cái nguồn điện là không chung đụng với bất kỳ ai, sẽ không bị sẽ thoải mái hơn các bác. Nếu mà dùng chung như này thì nhiều công tơ thì làm lúc chốt về thì là cái số tiền rất là khác biệt nhau, nên là muốn là nếu như mà ông có một đường dây riêng mà lắp một công tơ riêng thì sẽ đỡ hơn các bác. Là dùng bao nhiêu thì gia đình tự giả bấy nhiêu thì sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Đấy, cái ngôi nhà bây giờ là anh em thợ là cứ nắng như này thì cháu Khương nghĩ là tầm tuần nữa sẽ được xây thu hồi hết thôi các bác. Cái ngôi nhà như thế này thì là cứ nắng như thế này thì cháu Cương nghĩ chỉ là trong vòng 1 tháng là cái ngôi nhà sẽ được hoàn thiện rồi các bác ạ. Cũng rất là sốt ruột khi mà làm mãi mà chưa xong nữa quá. Bản thân cháu Cương là người đi kết nối thôi, nhưng mà khi mà các bác gửi những cái đồng tiền, những cái tấm lòng của các bác gửi đến cho hai ông cháu thì cũng mong là hai ông cháu cái ngôi nhà sẽ được sớm hoàn thiện. Mà mãi đến giờ mà vẫn chưa thể nào mà hoàn thiện được. Đấy, bây giờ là cũng mong sao một khoảng thời gian ngắn nữa sẽ được hai ông cháu sẽ được chuyển từ cái lán ở bên kia sang cái ngôi nhà mơ ước mà từ xưa nay cũng như là cả đời của hai ông cháu là chưa nghĩ là sẽ có được ngày hôm nay đâu các bác. Đấy, không bao giờ nghĩ tới là sẽ được có một cái ngôi nhà như vậy. Để mà chú cháu mà không lên chia sẻ thì chắc là cả đời ông dì là cũng không thể nào mà được có nhà xây để ở các bác ạ. Đấy, bây giờ đợt vừa rồi thì khi mà chuẩn bị làm nhà thì các bác cũng góp ý kiến rất là nhiều, cũng mong là cho hai ông cháu đi hạ sơn ở dưới kia. Nhưng mà tuy rằng thì cái kinh phí là hạn hẹp. Đấy, thứ nhất là hạn hẹp, thứ hai là để mà làm một cái nền nhà, xây một cái nhà ở dưới kia thì hai ông cháu là cũng không có chỗ để mà trồng trọt, nên là ở đây thì hơi xa một chút. Nhưng mà được cái là xung quanh nhà ông rất là rộng. Sau này làm xong nhà thì có thể là cháu Cương sẽ tiến tới làm về cái mặt là kinh tế tại gia đình, cũng như là chăn nuôi trồng trọt các cây hoa màu để hai ông cháu có thể là ở nhà lao động là cũng có tiền các bác. Đấy, bây giờ là không chỉ là làm nhà không các bác, làm xong là còn kiếm cái công việc để cho hai ông cháu có cái nguồn là kiếm ra tiền, thì may ra là hai ông cháu có thể thay đổi được cuộc đời các bác. Ông dì thì bây giờ cũng khá là già rồi, quan trọng là đưa cháu Quyết thôi các bác. Quyết là bây giờ cũng là được ăn Tết xong là được 11 tuổi rồi các bác. Đấy, mong sao sau này lớn về là em Quyết sẽ là một người kiếm tiền giỏi để những không phụ lòng đến cái tấm lòng của các bác gửi đến cho hai ông cháu. Thì mong sao Quyết là sẽ bù đắp lại những cái tấm lòng của các bác và không phụ lòng cái tấm lòng của các bác gửi đến cho em Quyết các bác ạ. Để cái nguồn nước thì anh em Thợ là cũng dẫn cái ống nước từ bên kia sang, mang lên tận đây để trộn vữa các bác ạ. Đấy, đất cắt thì được sàng dưới kia thì bây giờ bùn lầy hết rồi là không trộn được dưới kia. Ôi kia kìa, nước kia trang kìa. Ui nhanh nước sai à. Tràn hết rồi. Đấy, vừa là mang về cái nền nhà thì trộn luôn, để một lúc nữa ngấm là nó sẽ đỡ phải trộn nhiều. Ở đây nếu như mà điện mà khỏe hơn thì anh em Phúc là lấy máy trộn xuống thì sẽ đỡ hơn quá. Còn bây giờ là ở đây là điện yếu quá nên là máy trộn là mang xuống đây thì cũng không thể nào mà hoạt động được quá, không quay được. Không quay được là nó cứ hay bị kẹp, xong là vứa dính ở bên trong rất là nhiều nên là không thể nào mà mang xuống đây được quá. Như nhà em Quân, như nhà anh Bơn thì may ra là còn dùng được. Đây thì đường điện rất là xa. Anh A Phúc đang dọn cái chỗ kia để xây các bác ạ. Khi mà dùng đến cái máy bắn cốt này là không dùng đến dọi nữa nhỉ anh à. Đến đâu là tia sáng đến đó luôn rồi. Còn cái này là dùng chuẩn chỉ 100% luôn các bác. Lệch thì chắc khoảng là 1 ly lệch là căng thôi, còn ngoài ra thì 2-3 ly là không bao giờ lệch đến các bác. Nên là dùng đến cái này xay chát dễ. Thì xay phẳng lên là cái lúc đầu mà xay phẳng dễ chát. Cái này cái chậu kia về xong là mang về là chia nhau. Cái này là các bác là đánh ngâm rượu rồi. Vâng. Còn em là mang xuống đây để anh bán cho. Đúng rồi. Em là cần tiền nên là không dùng ngâm rượu. Đây này các bác, rất là đặc sánh luôn này. Cũng từng tiệm một thế này. Ôi, nhìn chất chưa, ngon quá là ngon luôn. Này là ngon, nhưng mà phải đợi khá là lâu đấy. Đấy à, Đấy, sẽ bán được bao nhiêu thì là nếu như mà các bác ủng hộ quý mến hai anh em thì ủng hộ hai anh em mua những cái chai mật ong này thì lại cháu sẽ anh sẽ mang số tiền về để cho hai anh em. Đấy, những cái chai mật ong khoán thì là được tự tay của em Hưng cũng như là cái này là em về em chia các chú đấy. Về chi tiền các chú anh bán đấy xong. Là anh nhận tổng của em là chỗ cái chai là 13 chai nhé. Vâng. Còn ở trong này thì tí anh em mình chat xem là được bao nhiêu rồi tính thêm. Vâng. Nhé. Vâng. Đấy, đấy, những cái chai mật ong này là được tận tay của em Hưng với là các bác hàng xóm là đi trên rừng già để bắt về các bác. Tổng của anh là anh nhận em là 13 chai này. Xong cái này anh sẽ nếu mà mang cái này gửi đi là không có tem mát gì là họ đổi mật luôn. Đấy, còn shipper là đổi mật luôn. Là thành ra là mật xịn là các bác là không nhận được. Để mình nhận được mật đều ấy. Thế này anh phải dán cái tem như thế này để cho an toàn. Đấy, toàn tem này. Thì, cũng mong sẽ được quý vong bạc của chú anh chị ủng hộ những cái chai mật ong của hai anh em các bác nhé. Bây giờ là dồn vào xây được một tầm giáo xong này để bắt đầu chuyển sang cái nhà to để xây hả anh? Hồi mà cháu Khương đi nhận công trình ấy không có điều kiện mà mua những cái máy bán cốt như thế này đâu các bác, cứ cầm củ dọi là dọi từng cái thước bột rất là lâu, không chuẩn thì lúc xây lên là lệch cái là khó để mà chắt. Cái nắp bể phốt này sắp hạ được chưa anh? À. Ôi quên mất rồi, cái ống kia bây giờ lắp kiểu gì đấy? Lắp cái ống thoát đây này. Có ống chưa nhỉ? Chưa có đúng không? Hơi chói nhỉ. Quá rồi, có một tí rồi, quá lạnh quá rồi, chuẩn từng ly một quá. Bây giờ là cứ xây theo cái mép thước này lên thôi, rất là nhanh, không phải dọi. Ui sao rồi, à đây đây, đang ông gì đang đi chở gạch về rồi. À, hôm nay lên thì có một món quà nhưng mà cháu Cương lại sáng nay là đi không từ chỗ trọ ra đây là cháu Cương không mang theo được. Có những cái găng tay các bác gửi lên để cho anh em thợ là dùng để lao động nên là đỡ hỏng cái tay ấy. Cháu Cương cũng không mang ra được, mai nè cháu Cương ra cháu Cương sẽ mang cái những cái bao tay về cho anh em thợ để làm đỡ phải thứ nhất là đỡ bị vứa ăn tay này các bác, cũng như là đỡ tránh có những cái kia bị lệch cái sao ấy, nhìn từ đây sang kiểu nó đổ ấy, cái thước kia giỏi chưa anh? À đây các bác cũng đang chở gạch từ trên kia xuống các bác. Đấy, những cái viên gạch một là được chuyển từ tít trên kia xuống không, tại vì là đường là vẫn còn rất là nhão các bác, đường nhão nên là không thể nào mà ra được, còn rất là trơn. Đấy, đường rất là trơn nên là không chở được xuống đây các bác ạ. Đấy, phải lấy xe rùa để đẩy xuống thôi. Đấy, còn phải dùng một cây sắt để móc lên, kéo lên dốc này các bác ạ. Ôi, ông gì sao không đi dép vào, đi ủng vào, đi ủng vào chứ để tránh đinh nó chọc vào, đinh chọc vào là ông chân là bị sưng là không làm được việc gì đâu. cháu thấy chú có cái gì dấu dấu ở đây này. Cái gì đây? Cái đây là cái gì hả chú? Đây này. Điện thoại. Ôi điện thoại á? Ừ. Ui ôi, cái túi này để điện thoại à? Thế đó. À, đâu đâu mở ra xem nào. Trong đấy à có cái túi. Sao cho vào túi quần đi rồi cho cái túi này. Đấy. À bên trong cháu thấy có nhiều tiền lắm xem nào. Bao nhiêu tiền? Ôi ra xem nào, mừng tuổi cháu tí. À. Ui nhiều tiền phết đấy. Cháu xin tờ này không? Mua một tờ đi. Nhiều tiền hết đấy. Cái túi này là cái túi tự làm à chú? Ừ. Cái này khả năng là sắp đạt được đấy, cái túi này. Lấn màu rồi đấy. Bây giờ chuyển màu rồi. Nếu giả là kiểu trong không có tiền à? Không, giặt đi mới năm mới mình phải giặt. Năm mới mình phải giặt mới đi thì nó lộc nó mới đến, mới nhiều tiền đấy. Mà nó đen mới có tiền. Đấy, chú là có điện thoại trong. Vâng, chú là cũng ở trong làng với cả ông gì. Cũng những lúc mà cái công việc gì mà làm đến nhiều người là cần giúp thì là chú cũng sẵn sàng bỏ thời gian ra để giúp. Làm bên kia thôi. Nhà chú cách đây bao nhiêu cây nhỉ? 2 cây dưới. 2 cây dưới à? Chú là có xe máy đi thì còn đỡ, chứ còn đi bộ là cũng hơi vất đấy quá, là đi từ 2 cây dưới lên đây để giúp đấy ông gì. Tại vì những cái cái khu dân ở đây ấy, thì là nhà rất là thưa thớt quá, cách nhau vài cây số là chuyện bình thường với cả một làng. Như ở nhà ông gì là bây giờ chọn một mình nhà ông là ở một quả đồi rất là rộng đấy, bên trên kia là có một cái lán, không biết là có người sinh sống không. Còn cái ngôi nhà bây giờ là ông gì ở đây là độc quyền nhà ông gì thôi quá. Đấy, có một cái ngôi nhà cũng như là nhà xây đầu tiên ở cái khu đất rừng này thôi qua ạ. Có mệt không ông? Ông đợt này lâu lắm không gặp, có vẻ là ông béo hơn một chút. Ăn Tết xong béo hơn hay sao? Cảm ơn các cháu các bác lắm, cho cái thức ăn về. Nó cho cái thức ăn về à? Béo được nhỉ? Béo hơn. Tại vì là béo được. Qua nó đớm một tí. Ừ. Nó đợt này khỏe không? Nó đợt này khỏe không? Ông phải gọi là tôi hoặc là đồng chí chứ hỏi xưng nó thì nó, ví dụ như là ông nói chuyện với người khác thì bảo là nó còn nghe được, ông bảo nó là tôi là không được rồi. Ông gửi lời chào đến các bác nào. Từ nãy giờ là chưa là làm bận quá. Chào các bác ạ. Ừ. Chào. Chúc các bác đi. Ông năm mới chúc các bác năm mới đi. Chúc các anh, chúc các chị, chúc ăn Tết vui vẻ nhé. Ui hết Tết rồi, hết Tết rồi. Vâng, cũng là nằm ở trong Tết mà, trong tháng Tết mà. Bây giờ là hết Tết rồi. Ông vừa đi chở gạch xuống là vã hết mồ hôi rồi các bác. Đấy, người ông là cũng làm việc rất là chăm chỉ. Tuy rằng thì ông mà bây giờ cũng già rồi nên là cũng không làm được việc nặng mấy quá. Đấy, bây giờ là những cái trước đây là khi mà chưa có chúng cháu đi chia sẻ là ông là đi trên rừng già tiếp trên kia để đi kiếm những cái cây củi mang đi bán để nuôi cái đứa cháu ngoại ấy quá. Đấy, bây giờ là ông là nhận lại được những cái tấm lòng của các bác về để làm được cái ngôi nhà rồi, cũng rất là vui. Thấy được cái ngôi nhà như thế này thì cháu cũng rất là vui, thấy mừng cho hai ông cháu rồi các bác ạ. Đây là hôm nay là không có bay xoa các bác. Tí lại tranh giành anh em thợ không có bay làm thôi, nhiều cho anh em thợ làm. Tính còn mắng cho anh còn tranh xem. Tính bây giờ là lên gọi là tay cứng nhất của bàn tay trái của anh A Phúc rồi đấy. Bây giờ mà nhưng mà mỗi tờ là bạn này là hay bỏ đi tán gái, bạn này mồm rất là khéo. Chắc là còn hay dối một tí nữa. Hay dối một tí nữa. Bạn này phải có tí gọi là vitamin hung hăng. Đấy, chuẩn bị dối ở đây. Tí đang cầm bên gạch thôi, không trêu nữa, gạch đém đầu luôn đấy. Đừng để tính nó nhá. Đấy, các bác bây giờ thì cái nội dung thước phim đến đây thì cũng khá là dài rồi các bác. Cháu cũng đây ông ơi, ra đây ông ơi, Giang ở đây nè. Chào các bác, xong là đi đẩy cái tiếp. anh em mình sẽ đi đẩy nốt cái chỗ gạch kia. Kêu lấy khoán đấy chú Phúc rồi, và là hôm nay ông gì là phải cho xong đấy. Cháu cũng xin phép là khép lại cái nội dung video tại đây thôi các bác. Cũng cảm ơn tấm lòng của các bác đã yêu mến đến hai ông cháu. Ngày hôm nay là cái ngôi nhà cũng đã làm được, coi đến bây giờ thì hiện tại là làm được nửa rồi. Thì là nếu mà khoảng không lâu nữa, ở trong vòng là tầm độ trong vòng cho là 1 tháng thì là xong rồi. Để xây chát xong là còn sơn xiếc nữa, mái đằng trước này cho 1 tháng đi, muộn nhất thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Năm mới thì cháu Cương xin gửi lời chúc năm mới đến toàn thể quý cô bác, anh chị mạnh thường quân trong và ngoài nước đã luôn đồng hành cùng với cháu Cương trong khoảng suốt thời gian vừa qua. Năm mới chúc các ông, các bà cũng như cô dù, cô dì, chú bác, anh chị đã luôn đồng hành cùng với cháu Cương. Chúc toàn thể những quý khán giả đang theo dõi trên kênh Minh Khương luôn luôn mạnh khỏe và bình an trong cuộc sống các bác nhé. Bây giờ thì cháu Cương cũng mong sẽ có sự đồng hành của các bác, sẽ tiếp tục đồng hành cùng cháu Cương cũng như là em Giang TV các bác nhé, để chúng cháu sẽ đi gieo duyên những cái hoàn cảnh đang thiếu thốn cùng những cần những bàn tay giúp đỡ của các bác đến với hoàn cảnh đang éo le cũng như là cuộc sống thiếu thốn ở trên vùng cao chúng cháu các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những thước phim tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Chào Giang, xin chào các bác nhá. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe và thật nhiều may mắn. Năm mới chúc các bác với gia đình an khang thịnh vượng và làm ăn phát tài phát lộc của các bác anh chị nhá. Xin chào các bác.